Hiện nay trên Youtube đang xuất hiện một số kênh bịa đặt câu chuyện em gái Phúc XO làm đám cưới đeo 129 cây vàng. Tuy nhiên, đây chỉ là câu chuyện cũ. Đám cưới này đã diễn ra ở Cần Thơ từ rất lâu. Cô dâu trong clip không phải là em gái của Phúc XO như tin đồn nhảm. Các kênh cố tình làm những video xuyên tạc này nhằm câu view từ người xem. Đây là cách làm video vô đạo đức Cố tình để người xem click vào clip với tựa đề hấp dẫn như choáng với đám cưới của em gái Phuc O khi cô dâu đeo 129 cây vàng hay đám cưới em gái Phuc O khiến dân mạng choáng váng. Các kênh chuyên bịa đặt vu khống phải kể đến là Thế giới sao hay tin tức TV. Trước đó, những kênh này cũng đã bịa đặt các thông tin về Phuc O rồi đưa các thành viên trong gia đình Phúc vào tựa đề như mẹ Phuc O, vợ Phuc O, và giờ thì là em gái của Phuc O. Không biết trong tương lai thì ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của những kênh tin tức dởm này? Các kênh này đã cố tình không tôn trọng người xem và cố tình dắt mũi những người dùng YouTube để kiếm tiền. YouTube luôn khuyến khích sự sáng tạo của các đối tác. Tuy nhiên, các kênh YouTube này đã cố tình làm clip một cách bẩn thỉu. Khi các kênh này tiếp tục làm video một cách vu khống và xuyên tạc, thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra những video clip để định hướng thông tin cho người dùng. Người xem video chính là khách hàng của các kênh YouTube và khách hàng cần được tôn trọng và được bảo vệ quyền lợi. Chúng tôi cũng thông tin lại về đám cưới nói trên. Đây chính là đám cưới của cô dâu Huyền Linh, 18 tuổi và chú rể người Đài Loan. Đám cưới này đã được tổ chức vào tháng 9 năm 2018 tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trong lễ cưới, nhà trai đã cho cô dâu 20 cây vàng 24K, nhà gái và cha dượng tặng cô dâu dây chuyền 20 cây vàng. Mẹ ruột Linh cho Linh 50 cây vàng. Tổng giá trị hồi môn mà Linh nhận được là 129 cây vàng. Sau đám cưới tổ chức ở Việt Nam, Huyền Linh đã sang Đài Loan